Con xin chào mọi người. Với bệnh vi khuẩn corona rất nguy hiểm, mọi người hãy lưu ý những điều sau đây. Không dụi mắt, không đưa tay lên mũi cạy, không nằm điều hòa, không đóng cửa, không nằm điều hòa dưới 25 độ. Nên ăn chín uống sôi. Nếu các cô chú hoặc các bạn bị sốt, sổ mũi, ho, nhức đầu, hãy đến trạm y tế và không nên đến nơi đông người, và phải rửa tay bằng xà phòng. Nên phải tự bảo vệ lấy chính mình. Con cảm ơn mọi người đã lắng nghe lời chia sẻ của con. Con xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những tin nóng sau.